Hết tất cả game luôn nha bạn. Nếu mà không được chứ mình nghĩ là sẽ dùng biện pháp cuối cùng nha bạn, biện pháp gọi là xịn nhất mà mình có thể nghĩ ra nha bạn. Đó thì các bạn coi cuối clip mình sẽ biết ha. Rồi thì bây giờ là mình sẽ đi random nha bạn. Thì 5 lần mình chỉ được random 5 lần bên tiền đúng không, hình như 5 lần rồi, với lại 1.000 game đó hình như là tầm 20 trái nha bạn, là tổng cộng là mình sẽ được 25 trái nha bạn, là 20 trái bên game và 5 trái bên tiền. Chưa gì random đầu tiên mình sẽ được, mình đã được cái trái Goro rồi nè bạn, ngon cái ô trời du biển ra luôn, ngon. Rồi vậy thôi thì mình nghĩ là bây giờ mình sẽ đi đánh vô biển trước đi nha bạn, để kiếm thêm game random được nữa đúng không bạn. Đó rồi đi kiếm thêm game đã. Thì hiện tại là mình đang xài chiếc bắt ma, chiếc bắt ma mình cảm giác khá là ngon rồi nha bạn. Mình không biết cái trái gọi là ve chai làm như thế nào thôi, nhưng mà cái trái bắt ma bên này làm khá là ngon rồi đấy. Rồi ô đây vô biển, đây vô biển đây. Rồi đi thôi, let's go. Thì mình đang xài cái điểm kiếm match vô điểm kiếm với lại match vô điểm chết quỷ nha bạn, nên mình solo vô biển nhanh lắm, mình gây đam cũng khá là nhanh nha bạn chứ không phải là yếu đâu ha. Đó vậy thấy không, ủa rồi vậy thấy không, đam chưa gì 20k liền nè, 20k là tầm cỡ 20 mấy phần trăm của vô biển rồi bạn. Vô biển này tầm mình nghĩ là tầm cỡ 100k hay là tầm 150k các bạn, thấy ít lắm, không có nhiều, máu vô biển ít lắm nha bạn, hình như máu boss nào cũng ít luôn ấy, không có boss nào nhiều lắm nha bạn. Đấy tầm boss với tầm là cỡ 300k chắc mình nghĩ là nhiều nhất ấy. Đó, mà mình lần ghi gây đam 20k rồi nè, đam to lắm bạn ơi. Bây giờ đam mắt ma nè, đó mắt ma thì mình khỏi còn nói nữa ha, tại mình cũng đã có clip review ở trong server test cho bạn xem rồi đúng không. Đó bạn không được 25 game với lại được tiền với bao ti đấy. Mắt ma thì mình đã review trong server test cho bạn xem rồi nên không cần nói gì nhiều hả bạn. Rồi bây giờ là mình sẽ đi về random hết số game mình luôn nhá bạn, để xem coi có ra được cái đồ gì ngon nữa hay không, chứ chưa gì thấy xui quá các bạn ơi. Rồi cái trái mắt nét này cực quá, nếu mà không được thì mình sẽ dùng biện pháp cuối. Nhưng mà biện pháp cuối là gì các bạn có thể đoán ra được không? Đâu mình cho các bạn 5 giây nha, 5 4 3 2 1. Rồi các bạn đoán ra được không? Không đúng không? Đấy chắc mình nghĩ là các bạn nghĩ là mình sẽ dùng robot để mình mua vĩnh viễn đúng không các bạn, đúng không? Nhưng mà không. Ui mắt nét kế bên thôi, mình sẽ không dùng robot để mình mua vĩnh viễn đâu nha các bạn, tại mình không, cũng không có robot để mua đâu. Đấy chắc mình sẽ dùng biện pháp đó chính là mình gọi là mình sẽ đi chay nha bạn, đi chay với admin đó bạn. Đó đi chay với admin là mình nghĩ chắc chắn sẽ thành công nhất nha bạn. Đó đó biện pháp cuối cùng của mình nha các bạn, thì mình nghĩ là mình sẽ dùng cái trái phoenix hoặc là trái dragon đó bạn, đó để đi chay với admin, tại vì mình còn có hai trái đó thôi, chấm mago mình đã ăn rồi đó. Nhưng mà mình nghĩ là chắc cũng không có, ôi mắt nét xa quá không có tới rồi. Đó hết 5 lần rồi nha bạn, bây giờ qua bên game 12 tiếng là được 5 lần nha bạn. Thì mình nghĩ chắc mình xài phoenix để chay thôi bạn, chứ mình nghĩ là mình không xài uake nè, chứ mình nghĩ mình không xài nổ qua Dragon đâu nha bạn, tại Dragon mythical lận đúng không, chay Dragon chứ mình nghĩ là lỗ các bạn ơi, lỗ chắc luôn ấy đúng không. Legend 1% còn mới ra, tại vì Legend đổi Legend là còn ngang nhau đúng không các bạn, còn chứ mình đổi chay Dragon cho admin chắc mình nghĩ lỗ các bạn ơi. Đây chứ mình sẽ để dành chay Dragon đi ha, mình dùng Phoenix trước, nói chung mình cũng không biết, để xem admin muốn chay nào đã, xong mình sẽ đổi nha bạn. Đó sẽ đi chay trao đổi với admin. Rồi bây giờ mình sẽ đi random hết số tiền này cho bạn xem nha bạn, xem có ra được cái trái ve chai của kit hay không. Rồi và mình cũng sẽ review cho bạn xem luôn nhé bạn, cái trái ve chai của kit đam có to hơn cái trái mago hơn hay không ha. Rồi chưa gì mắt nét đứng đây là không ra nhé bạn, đó ve chai đứng đây là hết ra rồi nhé bạn. Đó biết ngay, ui cỡ bên mythical rare luôn, phải trái voi. Rồi bây giờ sẽ quay hết game cho bạn xem nhé. Là các bạn thấy mình random gần hết số game rồi nhé các bạn, nhưng mà vẫn không ra cái chép ve chai nhé các bạn. Trời ơi Pika luôn à. Rồi còn có 3 lần nữa là mình tổng cộng là hết số game rồi nhé các bạn. Xui quá ta, Ruby chứ, nhầm bên tựa game này gọi là Ruby nhé các bạn chứ không phải là game ha. Sao xui quá ta, không ra luôn bạn, không phải phải dùng biện pháp cuối nữa hả ta. Vãi thực sự chứ, trời ơi 25 trái không ra nổi nhé các bạn. Thì chắc mình xui các bạn ơi đúng không, một phần là cũng xui. Với lại nếu mà tỷ lệ mà ra Legend cũng hơi thấp nha các bạn, tại vì các bạn hôm bữa mình đã test trong server test cho bạn xem rồi ha,
hình như mình đã đâm tầm cỡ 2-3 nghìn game luôn nhá mày, mới được một trái legend thôi là trái mắt ma đấy, chứ mình nghĩ phải tầm đó mày đam mới được một trái quá. Rồi vậy mới thi cổ chắc random, trời ơi random còn lâu lắm nha các bạn, lâu lắm luôn ấy đúng không. Rồi không ra nha các bạn, chứ mình nghĩ phải dùng biện pháp cuối rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đi gọi là đi nhắn giặc min nha các bạn, đi trao đổi giặc min cho các bạn xem ha. Từ từ để xem tổng cộng mình thu hoạch được nhiêu trái đây, có 3 trái tím rồi nha các bạn. Đó bạn thấy nha, trái đầu tiên là trái Pika, thì Pika chứ mình nghĩ là mình sẽ giữ nha các bạn. Đó Pika sẽ giữ đi. Trái Goro, Goro chắc thôi, hết slot rồi nha các bạn, hết slot rồi, Goro bỏ ra. Rồi và trái cuối cùng đó chính là Wake nha các bạn, xui quá ta. Thì sau khi mà mình đã trao đổi admin xong thì các bạn thấy dòng chat này ha. Đó, mình muốn chơi với admin và admin nói là ok rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đợi admin đi qua nha các bạn. Đây bạn thấy nha. Đó, admin dùng cái lệnh đó bạn, tu gì chấm là tu give me magnet nữa bạn thấy chưa? Đó, rồi admin qua nè, đây 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 đây. Đó, đó là trái magnet nha các bạn. Đó, dùng lệnh là ra liền dễ nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ chơi trái Phoenix nha các bạn, chứ phi đồ dragon chắc lỗ lắm. Rồi trái Phoenix với lại admin ha. Đó. Bỏ trái Phoenix xuống liền phải chưa đó, hai người hai trái nha bạn. Đây, đó admin và mình. Rồi mình sẽ lấy trái mắt nét vô nha các bạn. Rồi. Không cảm ơn admin rất nhiều ha. Cái gì? You can keep both. Ồ, mình có thể giữ cả hai nha các bạn. Admin là ghi là nói là có thể mình giữ cả hai luôn. Ồ. Vậy thì ngon. Ôi vậy cũng có admin rất nhiều ha. Đấy, rồi. Mình nghĩ là rồi. Cái này dạng develop hơn các bạn đúng không? Nói chung là mình cứ gọi là admin cho lẹ ha các bạn đúng không? Đấy, rồi, lụm rồi chắc mình sẽ bỏ Pika đi ha. Bỏ trái Phoenix vô luôn. Đấy, cho đủ. Hai trái legend với một trái mythical cho đẹp hả bạn. Ngon. Rồi cái trái mắt nét rồi, đã quá. Rồi bây giờ mình nghĩ là mình sẽ ăn mắt nét và review cho bạn xem cái trái mắt nét hơn được trái Magu cái gì không nha các bạn. Rồi nha các bạn, bây giờ mình sẽ review cho bạn thử giữa trái mắt ma với lại trái mắt nét coi trái nào sẽ mạnh hơn nha các bạn. Đấy. Rồi, đầu tiên là mắt ma thì mình nghĩ là chắc nhiều bạn cũng biết ha. Bây giờ mình review sơ sơ lại đi ha. Rồi sẵn cho bạn xem đam của từng chiêu luôn nha các bạn. Rồi. Đầu tiên là chiêu Z mình sẽ đấm ra một cái nắm đấm nha các bạn. Đây. Để chờ đợi chúng thì mình sẽ được 2500 đam đó đấy nha, 2575 nha. Rồi 2575 chiêu đầu tiên nha. Rồi tới chiêu ít thì bạn nào nhớ thì các bạn có thể gọi là comment bên dưới đam chiêu từng trái cho mình biết nha các bạn, để mình lát hồi mình review là mình sẽ quên đó bạn. Đó mình sẽ quên chiêu, mình quên đam luôn á nha, không phải quên chiêu mà quên đam chứ. Đó chiêu ít thì mình sẽ dặm ra một cái dũng mắt ma nha các bạn. Đấy 2800 nha, hồi nãy như 25 đúng không, 2575 hay sao ấy. Rồi 2800, rồi ok. Rồi giờ tới chiêu C, chiêu C là bay nha các bạn, chiêu C là bay nó khỏi ha, bay khỏi đi. Rồi tới chiêu V, cục thiên thạch nè, bùng một phát phải chưa, cục bự cho bá luôn, và 3300 đam. Đấy 3300 ha, đam đang tăng dần nha bạn. Rồi tới chiêu cuối cùng nè, cái chiêu B này không biết con quái này chịu nổi không nữa bạn. Ở đây không có boss các bạn ơi, đấy không có boss nên mình nghĩ là con quái này chắc không chịu nổi chiêu B này quá. Đây thử là thử cho bạn xem nha, B chắc chắn không chịu nổi luôn bạn, chiêu B này mạnh lắm. Ô chịu nổi nè bạn, chịu nổi đạt vậy nha. 9645 nha bạn, 9645. Vậy làm tại vì mình không có xài búp nha bạn. Đó. Mình đang xài cái búp là của kiếm nha bạn. Đó, cái áo Zoro nè. Đây với lại cái áo choàng, cái quần gọi là cái này là cái gì á, quên rồi. Cái áo choàng các bạn, cái áo choàng. Đó, mà quấn thành quần các bạn. Với lại cái vảy này là cái trên là đều là tăng cho kiếm nha bạn, chứ không có búp đam cho trái quỷ ha. Cứ tưởng trái quỷ nó giờ là toan liền nha bạn. 9600 nha bạn. Rồi. Các bạn nhớ cho mình ha. Rồi, chiêu mắt ma vậy xong ha. Với là một cái lợi của cái trái mắt ma này được nữa, đó chính là đứng trên nước được nha các bạn. Là vừa bay được mà đứng trên nước được nữa. Đó. Rất là lợi luôn ha. Rồi, bây giờ sẽ ăn cái trái ve chai vô thử xem coi tựa game này làm đẹp như thế nào và mạnh ra sao nha các bạn. Đấy. Hình như là đây là tựa game thứ hai mà mình ăn thử cái trái 500 của kit thôi nha các bạn đúng không? Hình như bên kinh nè, là hết rồi, bên kinh với bên này đó. Rồi, ăn vô. Thử xem cái trái ve chai làm đẹp như thế nào nha các bạn. Ăn luôn. Rồi xem đam như thế nào nha. Rồi chiêu mấy chiêu đây, rồi cũng tầm là 5 chiêu nha các bạn, 5 chiêu. Nhưng mà hình như là chém mắt nét thì không có bay nha các bạn, ấy không có bay với không có đứng trên nước được, là mình thấy mắt ma đang hơn về cái lợi thế đó nha các bạn. Rồi bây giờ coi đam như thế nào ha. Chứ mình nghĩ là mắt nét hơn lợi thế là tại vì mắt ma là 1 chiêu bay đúng không các bạn, thì mắt nét thì tới 5 chiêu đánh lận đúng không, đó thì sẽ lợi thế hơn. Rồi để coi chiêu như thế nào đó nha. Yes. Gì vậy? Ồ quen quen nha bạn, quen thì cũng là hai cái tay đây nữa bạn. cũng giống các bạn, cũng giống ha, nhưng mà như bên kinh là đập cái tay vô các bạn, còn bên này là mình chậm xuống đây, mình đánh xuống rồi nha. Rồi giả xuống AOE cũng vừa nha bạn, cũng không quá rộng các bạn, cũng hơi nhỏ nhỏ thôi. Rồi giờ tới chiêu ít nha. Đây cái gì vậy? Ồ
What? Ủa sao chiêu này giống giống chế OB quá vậy bạn, đúng không bạn? Đúng không? Giống chế OB ha, quăng đá bạn, cũng không khác gì đá luôn á. Thì thay vì các bạn lấy đá đúng không? OB thì lấy đá lên. Thì cái trái này lấy mấy cái gọi là đồ sắt các bạn. Đó, dụng ve chai á xong quăng tới vậy thôi đó. Rồi tới chiêu C, slap. À slap bây giờ đập nữa bạn. Đó đập vô. Ồ chiêu này thì giống nè. Kinh các bạn, giống kinh. Hai cái bàn tay xong rồi đập vô ha các bạn. Đó slap. Đập vô ha. Ồ cũng đẹp phết các bạn đúng không? Đẹp ha. Đó, xong lấy tay đập vô. Rồi, bây giờ tới chiêu V. Magnet gì vậy? Destination gì nè. Đâu. Ủa đẹp vậy hả? Ủa đẹp quá bạn. Ủa. Ủa đẹp lắm bạn ơi. Làm cái tiếng như là magnet đang hút về chai vô nè bạn nhìn nè. Hút nè. Ủa đẹp quá vậy. Xong rồi mình tạo quả cầu nha bạn. Tạo quả cầu hút vô. Là hút lại xong rồi nổ. Không hút lên trời nha bạn, kia mà hút lên trời, con này là hút gần đây. Ô hút gì xa vậy? Đứng đây mà hút tới luôn các bạn. Rồi và cái trái này không có né được đâu nha các bạn, bị quánh chắc luôn. Đó, bạn biết ngay mà. Thì cái trái này không có như không có phải là Logia các bạn nên không có né được ha. Mà mấy con quái trong này hầu hết như là Logia đều né được nha các bạn nên farm khá là dễ nha các bạn. Các bạn ăn Logia farm sẽ ngon hơn nhiều. Đấy, trừ boss thôi còn như quái là không có haki không à. Farm ngon lắm bạn ơi. Đây bạn nhìn nè, hút nè. Hút vô hút cũng xa lắm nha các bạn. Ồ, trái này hút vậy là combo chắc ngon ha. Phải không? Combo cũng khá là ổn nha bạn. Ngon luôn á. Rồi từ để quánh xong con quái luôn đi ra. Rồi xong rồi. Rồi bây giờ tiếp nha bạn, review tiếp nha. Đây, ô cho tắt rồi. Rồi, tới chiêu B. Chiêu B này là gì đây? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Súng nè bạn. Ui. Wow. Ui. Đẹp vãi. Là mình giống như mình ghép mấy cái da chai, mấy cái ve chai vô lại các bạn. Đấy, thành một khẩu súng các bạn. Thấy không? Mà khẩu súng nó mất tiêu rồi, giữ lắc các bạn ơi, lắc nó mất khẩu súng rồi. Bị lắc mất khẩu súng rồi nha các bạn, đó mất khẩu súng rồi, đó. Xong rồi mình sẽ bắn ra một đường nha các bạn, đã bắn ra mấy cái tia laser. Nguyên một cái tia laser luôn, rồi bây giờ mình thử đam cho các bạn xem nha. Năm chiêu đánh là chắc chắn đam hơn mắt ma đấy. Thì lợi thế hơn là vậy nha các bạn, còn mắt ma là giống như Logia nè. Bay được và đứng trên nước được nha các bạn, để đánh săn vô biển ngon hơn. Còn để coi mắt nét đam như thế nào nha các bạn. Còn mắt nét mình nghĩ là bb chắc ngon hơn các bạn. Chưa gì thấy một chiêu hút vô là các bạn dùng bb ngon rồi đúng không? Đấy, rồi, thử nha, phá ha, phá cái ken của bạn đó xong là chắc mình nghĩ là vô phát là toan đấy, đam to thiệt. Rồi thử nha. Yes. 2575 y chang nha các bạn, y chang mắt ma nha, được bạn thấy nha. Đam y chang mắt ma nha, chứ ít là chắc cũng y chang luôn á. 2800 bao nhiêu nào quên rồi nè. Ôi, họ không rồi. Ôi. Không nha bạn. Ôi. Chưa gì chưa hết nhảy lên 4k đam rồi. Phải, đam to vậy. C. C 3k nó bạn. Rồi, 3k. C là 3k rồi. Bây giờ tới chiêu V. Chiêu V nãy cho bạn thấy đam mày. Ôi, hút nhiều thế. Ôi hút nhiều lắm bạn. Ủa dù có bố ngon lắm bạn ơi. Ôi đam kìa. What? Đam to vãi luôn á. Ôi ngon nha bạn. Ngon. Cái chiêu V như hút là như 3k đam bạn. Hút lại cho bạn xem nha. Ủa hút nhiều thế. Hút xa lắm mày. Phải trái hút xa phải. Phải không? Phải cái dụng đang hút xa lắm nha bạn. Vậy thôi mình hút bên này đi ha. Hút xa quá. Đó phải không? Hút xa lắm. Rồi 3k3. Rồi giờ tới chiêu cuối cùng nha. Dragon. Đâu thử coi. Ôi không đủ. Không đủ máu nha bạn. Không đủ máu. Từ từ để gồng lại. Để gồng lại là bắn cho bạn xem ha. Không đủ máu rồi. Đây. Hey. Ôi hơn mắt ma nha bạn, 10k. Hơn mắt ma luôn á. Ôi. Cái trái này đam to phải luôn bạn ơi. To hơn Magu nhiều nha bạn. Đấy nhưng mà thua Magu cái như mình nói các bạn là không bay được, không đứng trên nước được và không có Logia nha bạn. Nhưng mà còn lại thì gom lại farm ngon nha bạn, các bạn nhìn nè. Ôi tính ra farm với lại bơi bơi rất là ngon luôn nha bạn. Đây, các bạn nhìn nè. Gom này gom hết vô luôn á chứ, đó phải không? Gom gần như là hết vô luôn á chứ, đó xong rồi gom vô. Thôi sống liền luôn em, thôi đam kìa. Phải đam thiệt chứ. Rồi đam, phải khủng lắm luôn ấy. Rồi, thì đó là clip hôm nay mình review cho bạn xem rồi hả bạn. Thì các bạn thấy nha, mắt ma cũng không có ngon, không có mạnh bằng cái mắt nét này luôn á. Ve chai mạnh quá. Rồi, thì thôi mình nghĩ là kết thúc clip đây nha. Thì các bạn nào thấy hay cho mình xin một like, subscribe mình ha. Để mình có một lượt những clip hay nữa ha. Giờ thì, bye bye.
Ấy chà 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 chà, hãy bấm like và subscribe cho mình đi nhớ. Cột mốc mới của mình đó chính là 180k sub nha các bạn. Hãy ủng hộ mình bằng cách bấm cho mình một like subscribe nhanh tay đi nào. Nói thiệt nha, thì các bạn hãy bấm like và subscribe đi, thật sự luôn. Các bạn sẽ nhiều may mắn và cực kỳ đẹp trai và đẹp gái luôn đấy. Tin mình đi, thật đó.